Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với chuyên đề tạp chí ngân hàng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, chuyển nợ xấu thành vốn góp là hình thức đã được một số tổ chức tín dụng áp dụng để thu hồi nợ và hiện đang là một trong các phương án nằm trong giải pháp xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng. Theo nhìn nhận của giới chuyên gia ngân hàng, dù phương án này được đánh giá là một phương án hiệu quả trong xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, mang lại lợi ích cho ba bên là ngân hàng, doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Song thời điểm hiện nay, phương án hoán đổi nợ thành cổ phần lại không nhận được sự mặn mà của nhiều tổ chức tín dụng. Chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị góc nhìn đa chiều về tất cả những vấn đề nêu trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên, hãy cùng chúng tôi nhìn lại một số thương vụ chuyển nợ xấu thành vốn góp thành công đã từng được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2006 cho đến nay qua phần tổng hợp của chúng tôi sau đây. Tháng 6 năm 2007, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam DATC thuộc Bộ Tài chính đã xử lý tài chính và nắm giữ 50% cổ phần Sadico Cần Thơ sau khi công ty thua lỗ nặng nề, mất khả năng thanh toán nợ. 4 năm sau khi DATC chuyển nợ xấu thành vốn góp để tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Sadico Cần Thơ đã khôi phục và tăng trưởng trở lại, DATC cũng đã tham gia tái cấu trúc nợ và chuyển đổi sở hữu tại một doanh nghiệp nhà nước là Công ty Cổ phần Mía đường Kon Tum vào tháng 7 năm 2008, giúp tình hình tài chính của công ty cải thiện về chất và lượng. Một trường hợp khác, Công ty Thủy sản Phương Nam vào thời điểm năm 2011, số nợ tại các ngân hàng của công ty lên tới gần 1.600 tỷ đồng. Đứng trên đà phá sản, Liên Việt Postbank và Agribank đã chuyển nợ thành vốn góp và cơ cấu lại công ty này. Kết quả, công ty Phương Nam hồi phục sản xuất, các ngân hàng chuyển nợ thành vốn góp cũng được thu hồi được khoản nợ mà lẽ ra không thể thu hồi. Năm 2012, Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An, BN Fisco thua lỗ, số dư nợ đọng lớn, các tổ chức tín dụng đã phối hợp tái cấu trúc lại hoạt động thông qua việc chuyển nợ thành vốn góp, cổ phần và SHB trở thành cổ đông lớn nhất, sở hữu 25 triệu cổ phần, tương đương với 50% vốn điều lệ. Ngoài ra, Vietinbank cũng chuyển số nợ vay 5.000 tỷ đồng của Vinalize và các đơn vị thành viên thành vốn cổ phần tại các cảng thành viên khi tiến hành cổ phần hóa. Tương tự, ACB mua lại 12,6 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam, đơn vị thành viên của Vinalize. Tất cả những thương vụ trên đều diễn ra khi quy định chuyển nợ xấu thành vốn góp vẫn chưa có một văn bản nào hướng dẫn cụ thể. Đây thực sự không phải là vấn đề mới, bởi vì từ năm 2016 trong dự thảo của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc vốn góp vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại thì đã đề cập về vấn đề này. Và thời điểm đấy thì đây được coi là một trong những cái biện pháp khá là đột phá để nhằm xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại. Và mặc dù mới chỉ dừng lại ở dự thảo thôi, nhưng đây cũng là một tín hiệu mở cho một số những cái thương vụ chuyển đổi nợ xấu thành cổ phần được thực hiện. Và có thể kể đến như là SHB với các Thủy sản Bình An này, hay Vietinbank Vinalize. Và đây là được coi là hai cái sự kiện mà đã giải cứu thành công doanh nghiệp từ bờ vực phá sản và đã trở lại ổn định hoạt động. Trong công văn trả lời chất vấn, đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 1 năm 2018, Chính phủ cũng nhắc lại, trường hợp doanh nghiệp nhà nước kinh doanh lỗ vốn không thể trả nợ, nhà nước thực hiện thu nợ, siết nợ sẽ thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có các giải pháp xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi nợ, chuyển nợ thành vốn góp, bổ sung nguồn vốn để có nguồn trả nợ tổ chức tín dụng như đề án 1058. Đầu tháng 3 năm nay, ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước cũng đang lấy ý kiến về việc cho phép các tổ chức tín dụng hoán đổi nợ xấu thành cổ phần tại các doanh nghiệp. Thưa quý vị, không phải tự nhiên mà phương án chuyển nợ xấu thành vốn góp lại được Ngân hàng Nhà nước xin ý kiến xây dựng và triển khai. Theo các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh xử lý nợ xấu vẫn còn chưa dứt điểm như giai đoạn vừa qua, thì rõ ràng Viễn Ngân hàng trở thành cổ đông của doanh nghiệp khi chuyển nợ xấu thành cổ phần tại doanh nghiệp đó chính là một giải pháp khá hiệu quả để giải quyết nợ xấu. Doanh nghiệp có thêm cơ hội để hồi phục sản xuất và ngân hàng có thêm cơ hội để thu hồi khoản nợ mà lẽ ra không thể thu hồi được. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo nhìn nhận của giới chuyên gia tài chính ngân hàng, khi một doanh nghiệp A có nợ xấu tại một ngân hàng B, nếu khoản nợ xấu này khó có khả năng thu hồi, thì việc ngân hàng B trở thành cổ đông của doanh nghiệp A khi hoán đổi nợ xấu thành cổ phần là một giải pháp đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Với phương pháp này, doanh nghiệp sẽ có cơ hội hồi phục sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn sẽ giúp ngân hàng có thể thu hồi nợ. Có thể nói là những cái khoản nợ xấu được chuyển thành vốn góp là những khoản nợ xấu mà không có khả năng thu hồi trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, ở chế độ là ngân hàng, họ cũng sẽ nhìn cái khả năng tăng trưởng, cái cơ hội phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, trong dài hạn, để một mặt đối với ngân hàng cũng giảm bớt cái phần mất mát nếu như không thu hồi được nợ xấu, mặt khác cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp có một cái cơ hội làm lại hoặc là phát triển trong tương lai. Do vậy đấy là một cái giải pháp mà theo quan điểm của tôi là sẽ vừa đáp ứng được cả nhu cầu của doanh nghiệp cũng như là đảm bảo hạn chế cái rủi ro cho ngân hàng. Và đây cũng là phù hợp với thông lệ quốc tế, khi mà các cái khách nợ của ngân hàng, các doanh nghiệp không khả năng trả nợ thì chuyển, thay vì xóa nợ thì sẽ chuyển những khoản nợ đó thành vốn chủ sở hữu hay là vốn góp của ngân hàng tại doanh nghiệp. Bởi vì với những khoản nợ mà doanh nghiệp hiện tại đang không có khả năng tài chính để thực hiện các nghĩa vụ của mình thì việc chuyển thành vốn chủ sở hữu sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm đi số nợ xấu đang có và tăng khả năng tiếp cận được những nguồn vốn mới giúp phục hồi sản xuất kinh doanh. Và thứ hai là với sự giúp đỡ của ngân hàng trong quá trình hoạt động thì doanh nghiệp có thể tiếp cận với những cái phương hướng phát triển mới, những cái phương thức quản lý kinh doanh chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Còn đối với ngân hàng thì cái việc chuyển nợ xấu thành cổ phần sẽ giúp cho ngân hàng giảm đi số nợ xấu hiện có, giúp cho các báo cáo tài chính của ngân hàng có thể nên đẹp hơn. Đặc biệt với những khoản nợ xấu thuộc nhóm 5, nợ có khả năng mất vốn cao đã được các ngân hàng trích lập dự phòng đầy đủ. Khi được hoán đổi thành vốn góp thì rõ ràng ngân hàng sẽ hạn chế được phần nào tổn thất đến từ khoản vay. Đáng nhẽ ra thì là phải thu thì ngân hàng không phải trích. Nhưng vì ngân hàng phải trích dự phòng rủi ro, bạn đưa vào chi phí ngân hàng những thời gian trước đó, năm trước đó, tháng trước đó, bây giờ chuyển thành vốn góp thì rõ ràng có lợi cho cả ngân hàng và có lợi cho cả bản thân doanh nghiệp. Nếu như mà dự án có triển vọng thì khi mà chuyển thành vốn góp thì ngân hàng sẽ có thể tiếp tục đưa tiền vào để nuôi nó và sau này có thể thu lại. Khi mà trở thành vốn góp thì ngân hàng có cái quyền quyết định lớn hơn trong cái việc mà quản lý những cái dự án như vậy. Thực chất việc cho phép hoán đổi nợ xấu thành cổ phần là một kênh xử lý nợ xấu hiệu quả và cần thiết, đã được nhiều nơi và nhiều nước áp dụng, đặc biệt với tốc độ xử lý nợ xấu còn chậm và chưa dứt điểm như thực tế diễn ra trong thời gian vừa qua, thì rõ ràng giải pháp này có thể sẽ không phải là ngoại lệ đối với hệ thống tài chính Việt Nam. Không phủ nhận lợi ích mang lại từ phương án hoán chuyển nợ xấu thành vốn góp, nhưng đến thời điểm hiện nay, khi Nghị quyết 42 đã tạo nhiều cơ chế thông thoáng hơn cho việc xử lý nợ xấu, chính phủ và ngân hàng nhà nước đang quyết liệt với mạng nhện sở hữu chéo, thì giải pháp này dường như không còn phù hợp và cũng không được nhiều ngân hàng lựa chọn để giải quyết nợ xấu. Nhìn nhận về phương án hoán đổi nợ xấu thành vốn góp, nhiều chuyên gia cho rằng, trong năm 2018, giải pháp hoán đổi này sẽ không được các ngân hàng ưa chuộng và lựa chọn nhiều, bởi hiện nay, khi Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đã tạo một cơ chế thông thoáng hơn trong việc xử lý nợ xấu cho các ngân hàng, đặc biệt là quy định bán tài sản đảm bảo. Để tiếp cận được với cái khả năng chuyển đổi nợ xấu thành cổ phần thì ngân hàng cũng phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện ngặt nghèo. Ví dụ như là số vốn góp của ngân hàng vào một doanh nghiệp không được vượt quá 11% vốn điều lệ của cái doanh nghiệp nhận vốn góp. Và cái số 11% này vô hình chung đã cản trở cái vai trò của ngân hàng trong cái việc tái thiết doanh nghiệp, trong cái việc cấu trúc và hỗ trợ doanh nghiệp quản lý điều hành. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng cái nghị quyết số 42 đã tạo một cơ chế rất là thoáng cho ngân hàng thu hồi nợ xấu bằng việc bán tài sản bảo đảm. Và do đó cái việc ngân hàng ưa thích xử lý nợ xấu bằng bán tài sản bảo đảm sẽ chắc chắn là sẽ nhiều hơn rất nhiều với phương án chuyển đổi nợ xấu thành cổ phần. Bên cạnh đó, những rào cản từ pháp lý, những rủi ro khi quản trị một doanh nghiệp mà ngân hàng có thể gánh thêm cũng là một phần nguyên nhân khiến cho các ngân hàng thận trọng hơn khi quyết định trở thành cổ đông của doanh nghiệp bằng phương án này. Khi mà ngân hàng tham gia vào quản trị doanh nghiệp khi trở thành một chủ cổ đông ấy, thì lúc đấy họ lại cần một cái khả năng nữa, đó là cái năng lực quản trị bản thân cái doanh nghiệp đấy trong một lĩnh vực kinh tế mới, kinh tế khác và lại trong một cái một bối cảnh là doanh nghiệp đấy đang gặp rủi ro. Thì do đó là tôi nghĩ rằng đấy là một lựa chọn, nhưng đòi hỏi các ngân hàng thực sự là những cái tổ chức mà chuyên nghiệp hoặc là ví dụ như thông lệ quốc tế thì những cái investment bank, tức là những cái ngân hàng đầu tư, họ mới có đủ cái năng lực về chuyên gia và tức là nguồn lực tài chính để một bên như chuyên gia để tham gia quản trị và cấu trúc lại khoản nợ đó và đặc biệt là cấu trúc lại cái doanh nghiệp đó. Thì đáng chú ý, ngay từ đầu năm 2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng quyết liệt giải quyết mạng lưới sở hữu chéo. Nếu như các ngân hàng tham gia quản trị doanh nghiệp, thì vô hình chung có thể làm cho sở hữu chéo càng thêm phức tạp.
và rủi ro sẽ là khó tránh khỏi. Chúng ta đã mất rất nhiều công sức trong những năm vừa qua từ năm 2011 để thực hiện giải quyết cái vấn đề sở hữu chéo, thì vốn góp của các ngân hàng thương mại vào các doanh nghiệp nó lại quay trở lại vấn đề là sở hữu chéo, mức độ có thể khác hoặc là tính chất có thể là thay đổi, nhưng mà bản chất thì đây là sở hữu chéo. Sở hữu chéo ở một chừng mực nhỏ đó là sự tất yếu của cơ chế thị trường, nhưng nó vượt quá cái giai đoạn kiểm soát mà nó làm cho bóp méo đi cái năng lực tài chính thực sự, thì những cái thông tin tài chính nó sẽ trở nên không, tức là cái năng lực tài chính thực sự, cái khả năng tài chính nó không còn bền vững nữa, tức là nó không, thì lúc đấy nó sẽ tạo ra rủi ro cho không cho tất cả các cái chủ thể liên quan đến quá trình sở hữu chéo. Dù được nhìn nhận là một giải pháp xử lý nợ xấu và cũng đã có tiền lệ tại Việt Nam, tuy nhiên giải pháp này đòi hỏi các ngân hàng phải có năng lực tài chính rất lớn. Bên cạnh đó, để thuyết phục được các cổ đông ngân hàng đồng ý với phương án này, tiếp tục mang vốn đi nuôi con nợ cũng không phải là bài toán đơn giản đối với các lãnh đạo mỗi tổ chức tín dụng. Thưa quý vị, một chính sách luôn tồn tại hai mặt. Nếu chuyển nợ thành vốn góp thành công, thì ngân hàng, doanh nghiệp và cả nền kinh tế sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Nhưng nếu không thành công, ngân hàng có thể gánh thêm rủi ro cho mình. Chính vì vậy, nếu là lãnh đạo ngân hàng thì có lựa chọn phương án này hay không? Triển khai phương án này cần lưu ý vấn đề gì? Nên hay không tiếp tục cho phép ngân hàng chuyển nợ thành vốn góp? Phóng viên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV đã ghi nhận một số quan điểm về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Bây giờ ngân hàng trở thành một cổ đông. Và như vậy theo luật doanh nghiệp của Việt Nam thì hoạt động theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên này hay công ty cổ phần, thì lúc đấy là cái trách nhiệm của ngân hàng nó bị thay đổi đi. Và như vậy thì nếu chẳng may cái sự cơ cấu lại cái doanh nghiệp mà có khoản nợ nhóm năm đấy không thành công, thì như vậy ngân hàng không còn cái cơ hội để mà thu hồi cái khoản nợ đấy nữa. Và đấy chính là bài toán mà tôi muốn nói rằng ngân hàng phải cân nhắc rất là nhiều, rất là kỹ về cái điều kiện cần và đủ để mà thực hiện cái giải pháp này. Bởi vì rõ ràng ngân hàng họ có cái vai trò cơ bản của ngân hàng là ông thu hút luồng tiền và phân phối luồng tiền, tức là ông làm cái vai trò trung chuyển, chứ ông không phải là người đi kinh doanh cái việc đó. Cho nên cái việc mà ông tham gia quá nhiều vào các cái lĩnh vực kinh doanh khác nhau cũng không phải là một cái xu thế tốt. Và hơn nữa cái này nó có, anh nghĩ là nó dạng như là một cái giải pháp tình thế nhiều hơn là một cái chủ trương lâu dài. Thì anh không khuyến khích ngân hàng làm việc đó. Chỉ trừ trong một số rất hạn hữu trường hợp khi mà ngân hàng nhận thấy rằng đây là một cái lĩnh vực kinh doanh rất là tốt. Ngân hàng có khả năng, nó giống như là lúc ấy ngân hàng giống như là một doanh nghiệp đầu tư. Đấy, cho nên hai cái chức năng đấy hoàn toàn khác nhau. Nếu tôi là giám đốc một ngân hàng thương mại và tôi có quyền tự ra cái quyết định trong trường hợp này, thì câu trả lời của tôi là không. Bởi vì khi một doanh nghiệp mà đã không thể trả nợ được cho ngân hàng, cũng có nghĩa là cái doanh nghiệp đó chưa có phương án làm ăn tốt, hoặc là chưa đến cái giai đoạn làm ăn tốt, hoặc là chưa đủ điều kiện để quản trị điều hành để phát triển tốt. Trong trường hợp như vậy, nếu chúng ta góp vốn vào đó, không những là chúng ta có thể mất vốn, thậm chí là chúng ta còn có thể mất thêm nữa do cái trách nhiệm. Dù phương án này cũng có rất là nhiều hạn chế trong thực tiễn, nhưng chúng ta không nên loại bỏ nó hoàn toàn, đặc biệt là trong hệ thống pháp luật. Chúng ta rất cần một hệ thống pháp luật toàn diện và đầy đủ để bảo đảm tính toàn diện và tính tiên liệu được, để khi thực tế có vấn đề phát sinh, chúng ta không ngỡ ngàng và bối rối rằng là liệu hành vi hay sự kiện này đã được pháp luật quy định hay chưa, nó có trái pháp luật hay không. Và do đó trong đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn liền với xử lý nợ xấu 2016-2020 có đề cập đến phương án xử lý nợ xấu bằng phương án chuyển nợ xấu thành cổ phần là rất hợp lý. Đến đây, chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.